Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Mr. Yaro, mình là Thảo Hoàng. Những pha xử lý bóng chỉ xuất hiện trên sân tập. Trên sân tập, các cầu thủ thoải mái thực hiện các động tác kỹ thuật mang đầy tính nghệ sĩ, điều mà hiếm thấy chắc trận đấu chính thức. Ronaldo cũng vậy, anh luôn nỗ lực trên sân tập, đó là một trong những bí quyết giúp Ronaldo tỏa sáng khi thi đấu. Anh không ngại thể hiện những pha bóng kỹ thuật, những cú sút uy lực khi tập luyện. Hãy cùng Mr. Yaro điểm qua những pha xử lý bóng chỉ xuất hiện trên sân tập nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình. Xin chào. Xử lý bóng kỹ thuật là một trong những yếu tố khẳng định được đẳng cấp của các cầu thủ bóng đá. Đó cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của môn thể thao vua. Những tín đồ túc cầu giáo đã chứng kiến không ít những ngôi sao sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, đem đến những màn trình diễn đỉnh cao, nhất là trong những trận cầu lớn. Tuy nhiên, nếu nói về pha bóng kỹ thuật mà bỏ qua những tình huống trên sân tập, thì quả là một sự thiếu sót lớn. Khác với tính chất căng thẳng trong mỗi trận đấu chính thức, trên sân tập, các cầu thủ có cơ hội phô diễn triệt để những kỹ thuật cá nhân cũng như sáng tạo ra những pha bóng đầy ngẫu hứng. Và không để các bạn chờ lâu, ngay sau đây, Mr. Zero sẽ gửi đến các bạn video những pha xử lý bóng chỉ xuất hiện trên sân tập. Chúng tôi cá rằng các bạn sẽ phải lắc mắt với những pha bóng có 1-0-2 này ngay thôi. Marcelo sở hữu kỹ thuật thượng thừa cũng như khả năng dứt điểm không thua kém những tiền đạo giỏi. Nếu đã từng xem qua những trận đấu của cầu thủ người Brazil này, hẳn bạn sẽ thấy điều đó. Tuy nhiên, ngoài những trận đấu chính thức, trên sân tập, Marcelo cũng khiến nhiều người bái phục với những kỹ năng của mình. Không chỉ làm đối thủ khiếp sợ trong các trận đấu, Messi còn có những pha bóng để đời trên sân tập mà ai xem qua cũng phải dụi mắt vài ba lần. Và đây là số ít những khoảnh khắc không thể tin được của siêu sao người Argentina trên sân tập. Nhìn đi, chỉ sau một tích tắc ngắm đích, ngôi sao của Barcelona đã tung ra cú sút đường cong mềm mại về phía phóng viên truyền hình đang tác nghiệp trước máy quay. Sau đó, La Bunga ung dung bỏ đi, con bóng thì từ từ lăn đến và sâu ghim giữa hai chân phóng viên, khiến ông quay lại ngỡ ngàng vì không biết thủ phạm là ai. Nhiều người không có mặt trên sân sẽ nghĩ clip này chỉ là sản phẩm của quá trình xử lý hậu kỳ cho mà xem. Laurent Koscielny là hậu vệ, nhưng cựu cầu thủ Arsenal này không hề tỏ ra lóng ngóng hay vụng về mỗi khi dứt điểm. Không những thế, nói đến những pha xử lý mang tính cá nhân thì cầu thủ này cũng không phải dạng vừa. Và trong một buổi tập bình thường, trên một mặt sân cũng hết sức bình thường, thì cầu thủ người Pháp đã làm một điều bất bình thường trước sự chứng kiến của nhiều người. Koscielny thực hiện một cú Rabona đẩy gót bằng chân trái đưa bóng vào lưới từ cự ly hơn 20m ngoài vòng cấm, khiến người đồng đội của anh một phen hú hồn chi mén. Ngoài vô số các kỷ lục đã thiết lập được trong các trận đấu, Cristiano Ronaldo còn khiến đồng đội và người hâm mộ nể phục với những kỹ thuật thượng thừa trên sân tập. Từ những pha rê bóng, đảo chân, lừa bóng hay dứt điểm, CR7 đều không tỏ ra ngán ngẩm với bất kỳ kỹ năng nào. Chơi vậy rồi ai chơi lại hả anh 7?
gia nhập đội tuyển quốc gia Brazil năm 21 tuổi và chỉ trong một thời gian ngắn, Neymar đã nhanh chóng được khán giả biết đến trên khắp thế giới. Những pha bóng kỹ thuật của ngôi sao PSG không chỉ đa dạng mà còn cực kỳ điêu luyện khiến các đối thủ điên tiết. Không những thế, cầu thủ có truyền thống chấn thương vào dịp sinh nhật này còn nhiều lần làm cho đồng đội của mình bở hơi tai với những pha nhảy múa trên sân tập như thế này. Nghĩ sau buổi tập này, Montoya nên cân nhắc chuyển sang chơi bóng rổ thì hơn. Nhiều người ném bóng bằng tay còn không vào, vậy mà cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha chỉ cần một cú sút từ khoảng cách 30m thì bóng đã lọt ngay vào rổ. Có lẽ đã quá chán với việc đứng trước cầu môn và ghi bàn, nên trên sân tập, nhiều cầu thủ chuyển sang thực hiện skill sút bóng từ sâu cầu môn như thế này đây. Xem ra, Pogba cũng không hề tỏ ra thua kém bất kỳ ai ở khâu ghi bàn ngược như thế này nhỉ. Nói đến những pha xử lý bóng điêu luyện thì không thể bỏ qua Ronaldinho. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, chàng rô vẩu liên tục khiến nhiều người phải trầm trồ khi thực hiện những kỹ năng vô cùng đẳng cấp trên sân đấu và cả sân tập. Nói tóm lại, dù ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có trái bóng trong chân thì người ta lại được xem ngôi sao người Brazil này làm xiếc miễn phí. Có lẽ sẽ còn lâu nữa thế giới túc cầu mới sản sinh ra một phiên bản giống như Ibrahimovic. Ngoài việc là một tiền đạo sát thủ, chân sút người Thụy Điển còn là một võ sĩ đích thực khi giành đai đen môn Taekwondo từ năm 17 tuổi.
Và có lẽ cũng chính vì thế, người hâm mộ bóng đá không ít lần được chiêm ngưỡng những kỹ năng mang đậm phong cách của một võ sĩ như thế này. Bên cạnh bóng đá thì chắc chắn bóng rổ cũng là môn thể thao yêu thích của Gareth Bale. Cầu thủ xứ Wales cho thấy những phẩm chất kỹ thuật vốn có của mình khi thực hiện pha tân bóng điệu nghệ, rồi dùng chân trái lốp qua đầu, đưa bóng rơi vào rổ ở phía sau. Tiền đạo thường xuyên bị dính lời nguyền chấn thương, mỉm cười bước đi mà không cần quay lại nhìn. Nhiều fan hâm mộ chắc phải há hốc mồm trước màn biểu diễn có 1-0-2 này rồi. Từng là một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới, Robin van Persie không chỉ sở hữu khả năng ghi bàn thiên bẩm mà còn có khả năng xử lý bóng tuyệt đỉnh. Chính vì thế, chẳng có gì là lạ khi chứng kiến chân sút người Hà Lan có pha sâu kim thủ môn bằng gót hết sức tinh tế ghi bàn đẹp mắt trên sân tập như thế này. Hồi nào đừng bắt chữ A mồm chữ O nữa, họ là những ngôi sao sân cỏ thì những pha bóng này quá là điều bình thường luôn đó mà. Giả sử có danh hiệu quả bóng vàng trên sân tập thì các bạn sẽ trao nó cho ai? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình bằng cách bình luận xuống phía bên dưới video nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.